Chỉ nào trong bò. Tự giờ chuẩn bị hiện lên cái rồi ấn nãy ngon lành liền rồi cướp với mình đó bạn, mình canh dữ lắm bạn ơi, thấy nó hiện lên cái là mình biết cách mình lui liền chứ. Thôi và bây giờ chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo đây, mình sẽ chia sẻ các bạn kỹ thuật combo Aerodon nha, cơ bản nhưng cực kỳ mạnh. Như mình nói, mỗi một lần ấn vào skill cái gì là được bắn thường 2 viên ha. Bây giờ mình sẽ giật bóng về đây, vậy là mình sẽ bắn thường 2 viên. Ai bị Aerodon bắn 3 viên đạn thì người đó sẽ bị nổ đạp nha. Azuka bị bắn 2 viên rồi, bây giờ mình bắn thêm viên nữa, vậy là Azuka sẽ bị nổ đạp phép. Đấy, các bạn thấy chưa, Azuka đã bị nổ đạp phép rồi nè. Vì thế vận dụng điểm mạnh của Aerodon nha, trong cơ bắp tạo sự ảo diệu bắn đạn như thế nào cho được nhiều nhất. Lướt chưa một lên, bắn thường được 2 viên. Dịch bóng chỉ một về cũng sẽ bắn được 2 viên. Máu mình quá yếu rồi, nhưng không sao, tại vì mình là thằng cầm máy quay. Thành công, chúc các bạn tập luyện hiệu quả. Trời ơi, giỡn mặt chứ chế hả mày. Ngon lành liền các bạn ơi. Đấy, trở thành best Aerodon idol như các idol TikTok các bạn nè. Còn clip hôm nay áp dụng những cái thủ thuật mình chia sẻ các bạn nha. Hãy nhớ, nó đơn giản lắm, làm chậm rãi thôi. Mỗi một lần dùng skill là ấn thường 2 cái, là được bắn thường 2 cái các bạn. Bắn một các bạn ấn thường 1 cái là các bạn sẽ bắn được tận 2 viên đó. Cứ nhớ, mỗi lần dùng là bắn được cái 3 chiêu con này là như nhau hết. Chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 đều như nhau hết trơn nha. Dịch chuyển cái là bắn được 2 viên, dịch chuyển cái là bắn được 2 viên. Rất là bực luôn nha các bạn ơi, vì thế hãy nhớ. Trong cơ bếp tổng vận dụng cái điều này, mỗi lần dịch chuyển là hãy ấn thường, chứ đừng có cái gì mà thấy nhầm bạn á. Chơi Aerodon vô cơ bếp tổng chưa có gì hết trơn là các bạn ấn chiêu xối xả, ấn chiêu lia lịa hết trơn à, mà không có tối ưu hóa, không có kết hợp cái kỹ thuật ấn bắn thường là các bạn không có tối ưu hóa được đam đâu chứ. Đây nhiều về đây rồi bạn ơi, trời toàn bạn rồi, quẹ cái quần dài, trời ơi, đánh luôn, đánh được, đây chơi luôn kìa, đây dí luôn ông nội này, trời ơi giỡn, quẹ đi đâu nè các bạn thấy không, bắn cực kỳ mạnh nha. Aerodon là một trong những vị tướng xạ thủ ở trong giai đoạn đầu game cũng như là giữa game cực mạnh đó, nhưng mà về cuối game nó không có còn mạnh nữa. Vì thế hệ dở chơi Aerodon thì đầu game gán ép được người ta thì tranh thủ ép, đừng có cho nó thở nha. Hiền từ quá, ăn lát rồi nó xanh lên các bạn, rất là khó bắn luôn ấy, nó xanh lên mình bắn không có đam nữa đâu. Từ từ nha, đây bắn luôn ok nè, quẹ đi đâu, trời ơi chip bơ kêu các bạn, ủa double kêu hả, mình tưởng mình ăn được bạn kia là chip bơ kêu rồi chứ. Thôi kệ, không sao, vậy cũng được rồi, ngon lành rồi các bạn thấy không, rất là mạnh luôn á, rất là khó chịu luôn á. Hành trang tiếp theo là bản phù hiệu của Aerodon. Build cho mình bản phù hiệu ngay sau đây. Tinh linh nha. Tại vì sao phải build tinh linh? Cùng nhau xem diễn biến tình huống xử lý ngắn. Để mình xem giờ đây. Tinh linh đạp việc chọt đó. Chọt. Trời ơi. Các bạn thấy không? Bực ghê không? Gặp mình còn bực luôn hả các bạn? Đấy, build cho Aerodon bản phù hiệu tinh linh nha. Rất là khó chịu luôn. Đây các bạn, mình sẽ ăn này nha. Không sai trường trị nha. Mình chưa trường trị để mình giảm tốc bản Bune ở trên đây ra. Từ từ mình bắt luôn nha. Thật đi quẹ đi đâu, trừng trị nè, đi chậm lại bạn ơi, lên bàn thờ luôn nè. Rồi các bạn thấy không, mạnh ghê không, đầu game con này nó mạnh cực kỳ mạnh nha, nhưng mà ăn lát hồi lét game yếu lắm các bạn. Vì thế các bạn muốn cho con này nó mạnh lâu thì phải làm sao các bạn, là phải đi cướp đã, muốn nó mạnh lâu, muốn nó xanh lâu là phải đi cướp. À diêu ác rồi, đứng lại bánh bèo trả bùa đây, đây solo follow luôn nè, từ từ đẩy ra nè, giật lên né qua này, quẹ đi đâu,
quẹ cái quần chài rồi nó không dám múa luôn mà các bạn. Thấy không? Đầu game con này cân 3, cân 4 liên tục được luôn á các bạn. Ảo diệu với nó mạnh lắm. Nhưng lét game nó yếu lắm mấy bạn ơi. Lét game con này bao yếu luôn á. Bắn không có đam gì vô nổi luôn á. Vì thế phải làm sao? Muốn nó xanh lâu, muốn nó xanh được liên tục là phải đi cướp gần á. Cướp rừng, cướp ơ đồ vô nè. Quay nhỏ mình cướp hết trơn. Cướp như vậy thì làm gì con diêu đó có đồ mà nó xanh ngược lại được đúng không các bạn đấy. Đừng có cái gì xanh mà xanh có một tí xíu à. Nhầm bạn á, xanh có một tí xíu, không có thèm đi cướp người ta gì hết trơn. Để nó vô nó farm tự nhiên cái nó xanh ngược lại luôn là rất uổng nha. Đây mình đập trụ đã. Rồi ngon. Chơi được luôn đã. Chơi luôn. Ôi thôi. Ê anh ơi giỡn rồi tới thèm. Bắt con diêu kìa. Lui từ từ nha. Chọc từ từ. Lui. Ê trời. Ấn cái nút ấn nhầm cái chiêu 2 mình giật ngược về sếp chết rồi chứ. Hên quá các bạn. Đây các bạn ơi, build đồ Elendon mình để trên màn hình ha. Tham khảo cho mình build đồ này, các bạn build cho Elendon các bạn bắn thử đi. Nó cũng ngon, nó cũng mạnh lắm á các bạn. Đây và các bạn ơi, nếu như các bạn coi clip mình hồi nãy tới giờ ra, bạn nào mà coi clip mình tới cái đoạn này luôn rồi hãy thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Và nếu như các bạn thấy clip của mình hay á, những cái clip của mình này mình chia sẻ cho các bạn những cái tiếng cười hay này, các bạn xem và các bạn vui ấy, và các bạn leo ra hiệu quả hơn với những lối chơi mình chia sẻ, thì các bạn đừng quên ủng hộ cho clip của mình một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh với nha. Mình cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chơi luôn. Ui thôi, trời ơi, nó chốt này một phát nó sốc mình bốc hơi luôn các bạn ơi. Sốc nhanh ghê luôn dạ. Ui nó kéo qua tới đời đã. Tranh thủ ạt lẹ con này nha. Sao ghê mình yếu lắm. Tranh thủ ạt lẹ. Từ từ nha trên. À follow bắt tôi hả? Chơi luôn. Ai quên, mình bắt chủ lực trước, mình bắt Elsu trước. Elsu rồi, xong tới phiên bạn. Trời ơi, thấy không các bạn ơi? Đẹp tinh linh nha, tinh linh nó phụ mình bắn ngon lắm. Giải cho tôi, đúng rồi. Dí luôn. Ơ nữa. Sao mà bên kia nó trốn nhiều ghê luôn ấy. Mấy ổng không chế nhiều ghê các bạn. Đây, có. Ê, mình soạn cái liềm luôn nha các bạn. Để lát hồi mình mất giáp mình chuyển qua liền. Cái liềm, rồi ngon. Tạo nha. Ô, lên quyên luôn, trường hợp này là 5 đánh 3 nè, tranh thủ mình ép lẹ. Bắn luôn. Thôi đi đề rồi, ok. Từ từ nha. Vô được luôn đã. Ăn Azenka nè. Azenka, Athos. Giọng như đầu đó. Mày hả bưởi. Được không? Không được rồi. Không sao đây. Mình vô mình bắn chỗ từ từ dọn lính vô các bạn ơi. Đây và chắc clip hôm nay của mình đến đây kết thúc rồi các bạn. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ mình chơi điếm thúi mình bắn chỗ thôi. Bắn chỗ. Này các bạn ơi quên. Đây và mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì nãy giờ các bạn coi clip ủng hộ mình nha. Và nếu như các bạn thấy clip mình hay, các bạn đừng quên ủng hộ cho clip của mình một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình với nha các bạn. Chúc các bạn leo ra tốt hơn với vị tướng Elendon. Những lối chơi mình chia sẻ các bạn nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video ngày mai. Ok, bye bye. Vỗ tay cái coi.